con khấu đầu cùng thủ kiếm bản văn sầu quan đệ ngũ y lòng cường chính sự quy cường tính ông chính sự quy cường thần thông biến hóa ai được ai tài. Thiên thai nhiều bề lịch sử chiều bách nghe thần đề thứ tử y dâng huế chầu lạc trở ra về truyền quân mê dâng nước thủy tề chưa chàng ý dạo long hầu ý khâm ban sắc tư nghi chân đình giang vạn cổ ý anh linh bảo vẹn đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh ý nước lòng ý. Truyền thiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ người sắc giang anh linh trước là bảo hộ dân tình bảo hộ dân tình trước là bảo hộ dân tình sau là chư sóc tà tình phen này ra uy trần thế biến tay ngự lên đồng tử có lớn cứu dày dương gian cứu đầu đầu nó khỏi hoan mã kim ngân dâng lên tài mã kim ngân ngài về tấu đôi phê biên rõ ràng phê cho nhị tự trường sinh
quyết mở đường cho dân an. Dân an quốc thái, dân cơ đồ vạn đại, dân sinh để cho dân được hưởng thay bình. Nêu cao khí thiết này anh mình để đời. Sông tranh lâm liệt tung hoành gương trắng sĩ, vạn niên lưu đề dấu anh linh. Ai đã về qua bên sông tranh, nhớ người trang sĩ tài danh tuyệt rằng nước chảy hoa trôi, sông kia dù cạn công người, còn là quan đệ ngũ chính người
chính người Ninh Nghệ Giang. Khắp bốn phương tiếng vang lừng lẫy, quan lớn tuần đã dậy thần cơ, muôn dân đâu đó phụng thờ, kỳ cùng lại nổi chính từ quan tuần tranh. Cảnh ngát thanh nhiều bề lịch sử, triệu bách thần tứ tự dâng hoa. Ninh Giang chính quán quê nhà, danh làm cổ tích một tòa ngôi cao. Hào cổ kim lừng lẫy, quan lớn tuần đã dậy thần cơ, cửa sông Ninh Giang phụng thờ, khi cùng lại đổi chính từ quan tuần tranh. Tiếng nước danh tung hoành rúng nước, ý cảnh non bồng nước nhược bồng lặng. Khi vui bạc trúc và mai, bàn loan tiệc ngọc xung vầy sương ca. Lạnh ban xuống nơi cung đình hải đảo, hắc long hầu đón rước quan lớn tuần nì xanh. Thánh gia hồi cung, bát hải động đình quan lớn tiểu phù vua, bát hải động.